chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ báo giá hàng còn nhé. Và xin lỗi các bạn rất là nhiều bởi vì mình không nhớ ra là mình còn hàng, còn khá là ít hàng. Nhưng mà mình cần bán luôn nhé, cho mình nghỉ để mình bắt đầu mình học nhé. Nên là các bạn nhớ nhé, ủng hộ cho mình luôn để mình nghỉ cái đợt này, mình qua mình bán luôn cái đợt khác nhé. Thì ok, mình coi video của mấy bạn báo giá hàng thì mình mới nhớ ra được luôn ý. Chứ không thì mình không nhớ thể nào nhớ được. Đây là bọc này, shop mình còn có 10 cái à, 8.000 10 cái nhá, mình còn 10 cái. Tiếp theo là mình có sushi thanh lý. Game này khá là slow. Đó, khá là slow. 5k này chỉ bị chóc ngay đây thôi mà cũng khá là dơ nên là 10-12k. Cái em này rất là thơm, mình rất là thích cái em này luôn bởi vì cái mùi thơm cực kỳ đặc trưng, là mùi sữa đấy nha, cực kỳ thơm và mềm. Ok, mình có cả cái em này nữa nè, mua lâu lắm rồi, 5k luôn, cho xếp hàng vào 5k luôn. Các bạn đợi mình tí xíu. Em này rất là bự. Dạ, cái này rất là mềm luôn, nhưng mà nó bị rách khá là nhiều. Mình mua với giá là 85k, mình bán mình sell lại còn 50.000 bởi vì mình lỗ rất là nhiều. Rồi tiếp theo là mình có cái rổ bên này. Rồi bên này thì mình có khá là nhiều cherry kit các bạn luôn nhé. Mình có hai màu, đây là màu vàng và màu trắng, đều đồng giá là 2k một bịch. Mình có rất là nhiều màu trắng luôn, mà mình màu trắng mình toàn là cắt bự không à. Mình còn rất là nhiều luôn ý, còn rất là nhiều, tầm khoảng 10 bịch luôn ấy. Đây không, mình còn 5 bịch thôi là cái này, 4 bịch trắng và 1 bịch vàng đều đồng giá là 2k một bịch. Tiếp theo là mình có, từ đó các bạn, lốc như thế này. Mình chỉ còn 2 lốc cuối cùng thôi bởi vì là các bạn hốt 2 lốc rồi nên là các bạn thông cảm giúp mình. Đó là 5k một bịch như thế này, 6 lọ kim tuyến. Cái bịch này nè, mình chưa có chip ra được đâu, mình chưa có báo. Cái lọ nè là Borax lọ như thế này, 3k. Cái này 10k 2 lọ kim tuyến, mà kiểu kim tuyến to to thế này là 5.000, tính là 5.000 một cái thôi. Mình có lẻ một cái là 5.000 nha. Mình đã hết rồi thì bây giờ mình sẽ qua cái gian khác nha. Thì mình còn khá là nhiều hàng luôn ý, nó bị rơi nên các bạn video này hơi ồn chút xíu. Tiếp theo là mình còn Borax thì cái bịch này nó nhiều hơn cái bịch bên này nhé, bịch kiểu nó dày hơn. Đây dày và nó nhiều hơn, các bạn cũng có thể xem nhé. Ui da, sorry tất cả các bạn. Đây nhé, bịch này thì có giá là 10k, các bạn có cầm thể, các bạn có thể cầm lên và đó giúp mình nhé. Đây này, bịch này 10k,
và bịch này 5k. Mình còn 2 bịch 5k từ từ các bạn. À mình chỉ còn 1 bịch 5k thôi. Con rác mình bán rất là nhanh, mình cứ bán ra vậy. 5k. Này. Đây nha. Đó. Mình chỉ còn 2 cái đấy thôi. Ok, và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, share, subscribe cho mình nhé. Bye bye.